Con thì cũng không thể nào mà ông nó nhịn được. Mình nó khổ quá. Chị Nguyễn Thị Phượng Linh, một khán giả hảo tâm quen thuộc của chương trình Kết nối những tấm lòng, giới thiệu và dẫn phóng viên của chương trình đến nhà bà Dung. Bà Dung bị ngã gãy chân trái vào tháng 3 năm ngoái. Tuổi già xương yếu, vết thương không lành mà ngày càng nặng thêm. Bà Dung ao ước được đi bệnh viện chụp phim, chữa trị cho xương khỏi đau nhức, nhưng hoàn cảnh túng thiếu, đành chịu đựng những cơn đau. Cô, tới bây giờ cô khỏe không? Từ tới bây giờ khỏe không? Không, không. Cái Nga nó mẹ ăn được, vừa muốn cơm thì khỏe, mẹ bữa nào ăn chốt thì nó xông xay trong mẹ, nó bắt mứa, nó lộn đủ thứ ấy. Vậy rồi bây giờ cô nào bị tiền đau chứ bệnh? Có rồi, nó vậy bà con chồm chốt nó trao theo ở trên cán bộ đó, họ đi mình nhờ đây họ trao trao rồi, ý là đi uống thuốc rồi còn ăn uống hàng ngày sao? Thuốc thì ăn uống thì đã nên đó, nó lồm được đầm rồi thì ăn đầm nãy. Dạ. Bữa nó không lồm thì nhịn, không nhịn là nhịn mám đâu, trong phải nhịn cơm. Dạ, gộ thì có mà mám, gộ thì họ cho mám mà mám thiệt mám. Ăn thấy cũng có xí nước mà không có thì bẻ một cát qua mì vậy này, chế nước vô rồi bỏ hồ cơm vô cô, không có nước con nuốt. Để cái hồi nó khỏe thì nó chuyện rồi biết được, chứ mà nó mày cái so cái chỗ đài này, chỗ đài nó chịu không nổi. Do mình té đây cô làm lâu này. Cái xương nó gần vô chắc. Mà dũi nó thuận thì tao nó không thuận thì nó gình cái cản nó nhất gì không nói. Cô chìm dưới biển rồi mấy cháu vớt cô lên bờ. Có ai tới thăm, bà Dung đều nhắn gửi nỗi niềm như vậy tận đáy lòng. Bà ghi nhớ tình cảm của hàng xóm láng giềng, tấm lòng của những người xa lạ để đến sưởi ấm gia đình giúp vơi bớt nỗi đau. Cô Vinh là con gái của bà Dung. Kể về cuộc sống của hai mẹ con, cô không kìm được lòng. Không đủ tiền đi bệnh viện tái khám bệnh bướu giáp theo giấy hẹn của bệnh viện, cô Vinh đã lỡ hẹn với bệnh viện nhiều lần. Chị thì bây giờ là cái đó là bác sĩ nói là uống thuốc cả đời thôi chứ. Rồi chừng này chị đi. Chừng này chị đi ra bệnh viện lẹ. Chị có tiền thì chị xin giá chuyển viện chị đi lựa. Chứ tại vì bữa đầu giống có tiền, chị bỏ qua một tháng á. Ấy là mình đi xin mua thuốc ha, cũng tông tiền của mình hả chị? Tiền mà tiền xe tiền đồ thì mình tự đi. Tiền xe đi mà có tiền thuốc với siêu âm thì không cho, chứ mà thuốc bú đó còn có tiền mà thuốc bổ mà hỗ trợ con thì mua bóng ngồi một viên. Mà sao vừa đầu chị không đi, bác sĩ hẹn cho chị không đi? Hẹn chứ không có tiền. Thì tết là chuột lo nhỏ lo cho bà mãi chị đó, chứ không có tiền. Một hàng xóm tốt bụng cho gia đình cái bếp ga cũ. Nấu thì sợ tốn tiền ga nên bếp cứ để không. Muốn tráng xi măng cho nhà bếp bớt ẩm thấp, chắc bốp chi tiêu. Cô Vinh chỉ mua được nửa bao xi măng. Tráng xi măng được một góc nhỏ nhà bếp là đã mừng rồi. Cô Vinh bảo, bệnh cường giáp khiến sức khỏe giảm sút khá nhanh, nhưng cũng phải ráng đi làm, kiếm thu nhập trang trải cuộc sống thường ngày. Chiếc giường ngủ đã mục gãy lúc nào chẳng hay, cô Vinh gia cố lại để dùng tạm. Cuộc sống, ăn uống thiếu hụt cũng không bằng nỗi khổ của thân xác bị hành hạ bởi những cơn đau. Quý vị ghi lại thông tin địa chỉ để tiện liên hệ giúp đỡ bà Nguyễn Thị Dung,
thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, liên hệ với cô Vinh qua số điện thoại 0392795644. Hỗ trợ thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi thì đến địa chỉ số 165 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, hoặc chuyển tiền vào số tài khoản của chương trình là 570-100-001-37578. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ tư tuần sau.